Hallelujah, xin kính chào quý tội tớ của Chúa, quý con dân của Ngài. Cảm ơn Chúa, chúng ta bước vào trong đầu năm và chúng ta nhìn một năm vừa qua với rất nhiều thách thức và rất nhiều bất ngờ, rất nhiều cái biến động. Và tôi tin là năm nay sẽ không thua gì năm vừa qua và nhiều thách thức mới hơn trên chúng ta. Do đó chúng ta cần phải biết là con cái Chúa, chúng ta cần biết rằng những thách thức đến với chúng ta là những điều mà Chúa chuẩn bị để đưa chúng ta lên chốn cao hơn. Do đó, để bước vào những chốn cao hơn, chúng ta cần phải loại bỏ những cái điều gì mà nó giới hạn chúng ta, để chúng ta bứt phá những cái giới hạn chúng ta, để chúng ta có thể bước vào cái giới vô hạn của Chúa, cái chiều kích vô hạn mà Chúa dành cho mình. Và bứt phá là một điều rất là quan trọng, là bởi vì chúng ta sẽ thoát khỏi những gì nó giới hạn chúng ta bấy lâu nay. Và cầu xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể nhìn thấy được những điều gì mà Ngài dành sẵn cho chúng ta, và cho chúng ta có một cái khát vọng lớn lao, đó là chúng ta muốn đời sống của chúng ta là bứt phá, nơi nào có mặt chúng ta nơi đó bứt phá. Những gì không bứt phá được những năm vừa qua thì bắt đầu năm nay sẽ là năm mà chúng ta nhìn thấy được và khao khát được Đức Chúa Trời làm cho mình. Chúng ta đã nói qua phần thứ nhất, đó là bài thứ nhất mà chúng ta vừa rồi, nếu ai chưa có nghe thì xin chúng ta có thể trở lại chúng ta nghe. Câu thánh mà tôi muốn gửi chúng ta hôm nay đó là trong Ê-sai đoạn 45 câu 2. Chúa nói là chính ta sẽ đi trước mặt ngươi, sang bằng các núi, đập tan các cửa đồng và bẻ gãy các then sắt. Như vậy ai sẽ là đem sự bứt phá này cho chúng ta? Chính là Chúa, Ngài đi trước chúng ta, Ngài sang bằng các núi, đập tan các cửa đồng và bẻ gãy các then sắt. Để biết điều này, chúng ta biết bứt phá là một cái gì nó giới hạn chúng ta, nhưng mà Chúa là đấng giúp chúng ta thoát ra khỏi những gì giới hạn. Bứt phá nó không phải chỉ là một cái việc mà nó chỉ tốt hơn một chút xíu, mà nó vượt xa hơn những gì mà chúng ta đã đạt được trước đây. Chúa có thể làm những cái bứt phá cho đời sống chúng ta, từ cá nhân, gia đình, tài chánh, khi chúng ta đối diện với kẻ thù nghịch chúng ta, ngay cả trong mục vụ của chúng ta. Và danh của Chúa được gọi là danh bứt phá. Ngài trong Mi-chê đoạn 2 câu 13, đấng phá vỡ tường thành đi trước họ, Ngài sẽ phá vỡ tường đi xuyên qua cổng ra ngoài, vua họ sẽ đi xuyên qua cổng trước họ, Chúa sẽ dẫn đầu họ. Tuy nhiên là Chúa đi trước và chúng ta là cái kẻ, những kẻ đi theo sau Ngài. Vậy bứt phá có 7 bước bứt phá, và tôi muốn ôn lại hai bước phá vừa rồi. Thứ nhất, bước phá thứ nhất là bứt phá khỏi đời sống cũ. Tất cả những gì cũ kỹ trong đời sống của chúng ta phải loại bỏ ra. Những gì vấn vương cho đời sống chúng ta, nếu chúng ta là cái người mà chạy bộ, chúng ta phải mặc bộ đồ như thế nào để chúng ta có thể thích hợp trong cuộc chạy bộ. Nếu chúng ta là người bơi lội đua, chúng ta phải mặc bộ đồ như thế nào để thích hợp để bơi lội đua. Trong bất cứ điều gì chúng ta là người chạy đua trên đất này, chúng ta phải loại bỏ những cái gì vấn vương chúng ta, những gì tội lỗi của chúng ta, những điều gì trên đời sống chúng ta làm giới hạn chúng ta. Chúng ta phải loại bỏ nó để chúng ta trở thành một người chạy đua, và chạy đua một cách nhanh chóng, một cách rất là kết quả. Do đó chúng ta cần phải được bứt phá cái đời sống của chúng ta, đời sống thuộc linh của chúng ta, chính là loại bỏ con người cũ để chúng ta được bứt phá đời sống thuộc linh của mình. Để bứt phá này, chúng ta cần phải thay đổi sự suy nghĩ chúng ta, loại bỏ những suy nghĩ cũ kỹ, loại bỏ những suy nghĩ giận hờn, ghen ghét, những cái cay đắng và so sánh mình với khác, nhắm lấy mục tiêu, nhắm lấy Chúa Giêsu là cội rễ đức tin cuối cùng, đức tin của chúng ta đeo đuổi, chúng ta thay đổi tấm lòng chúng ta, tấm lòng cứng cỏi, tấm lòng mà không vâng lời, tấm lòng mà không có mềm mại trước lời của Chúa. Mỗi lần lời Chúa nói gì chúng ta phân tích, nếu hợp ý chúng ta làm, nếu không hợp ý chúng ta không làm. Chúng ta loại bỏ cái điều này, thay đổi lời nói chúng ta, bởi vì lời nói chúng ta là cái lời thẩm quyền. Chúng ta muốn công bố điều gì nó xảy ra, chúng ta phải thanh tẩy cái lời nói chúng ta, bởi vì cha cơ nói rằng cái miệng của chúng ta không thể nào vừa mà chúc phước mà vừa rủa xả được. Cho nên chúng ta muốn công bố điều gì, chúng ta muốn cầu nguyện điều gì, Đức Chúa Trời phải nhậm lời chúng ta phải thanh tẩy cái miệng của chúng ta, và chúng ta thay đổi cái nhìn của chúng ta. Những cái gì nhìn trước đây mà chúng ta nhìn vào thế gian, yêu mến những gì của thế gian này, chúng ta loại bỏ. Đó tại sao trong Thi Thiên đoạn 1, phước cho người nào không theo mưu kế kẻ ác, không đứng trong đường trội nhân, không ngồi chung với kẻ nhà bán. Chúng ta loại bỏ cái này là chúng ta được phước rồi. Rồi thay đổi cách sống của chúng ta, cái lối sống của chúng ta trước đây, mối quan hệ chúng ta trước đây, những điều gì mà không đẹp với Chúa chúng ta loại bỏ hết. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai là chúng ta tìm kiếm Chúa và không để Ngài rời xa mình.
Chúng ta không tìm kiếm Chúa bán thời gian, chúng ta không tìm kiếm Chúa bởi vì chúng ta lúc nào chúng ta cần Ngài, chúng ta gặp nan đề chúng ta mới chạy tìm kiếm Chúa. Chúng ta không tìm kiếm Chúa bởi vì đời sống của chúng ta có một cái gì đó mà chúng ta gặp khó khăn, đợi những lúc mà cùng đường kẹt lối chúng ta chạy tìm kiếm Chúa. Nhưng mà đời sống chúng ta trong 24/24 lúc nào chúng ta cũng gần gũi Chúa, lúc nào cũng tương giao với Chúa. Đó là điều mà Chúa Jesus nói rằng chúng ta thờ phượng Chúa bằng tâm linh và bằng lẽ thật. Đó là điều Chúa Cha tìm kiếm. Đó là hai bước đầu tiên mà chúng ta đã nói đến. Hôm nay chúng ta sẽ qua bước thứ ba, đó là đầy dẫy, luôn đầy dẫy Thánh Linh và vâng theo sự chỉ dẫn của Chúa. Matthew đoạn 11 câu 12: từ ngày Giăng Báp Tích giảng dạy cho đến nay, nước thiên đàng bị cưỡng ép dữ dội và những kẻ hung bạo muốn chiếm đoạt nước ấy. Tất nhiên là khi mà chúng ta tin Chúa đó, muốn tin Chúa, Satan sẽ dùng mọi cách để mà cản trở chúng ta tin Chúa. Và khi chúng ta đi theo Chúa, nó có con đường hẹp, nó có, chứ không phải con đường mà rộng rãi, thoải mái. Cho nên Satan sẽ dùng mọi cách để ép chúng ta và cưỡng ép chúng ta và dụ dỗ chúng ta để chúng ta đi con đường thoải mái, con đường rộng rãi. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta đi con đường hẹp, bởi vì con đường hẹp đó là con đường mà sẽ bứt phá cho chúng ta. Do đó Satan là cái kẻ mà luôn luôn dùng mọi cách nó che mắt chúng ta, nó lừa dối chúng ta và những nhiều thủ đoạn để mà nó cản trở chúng ta đi theo cái mục đích của Chúa, những gì mà những cơ nghiệp mà Chúa dành sẵn cho chúng ta. Do đó Chúa Jesus mới nói rằng Matthew đoạn 12 câu 28: nếu ta nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời đuổi quỷ thì nước Đức Chúa Trời đã đến cùng các ông. Như vậy Kinh Thánh Chúa Jesus nói là chúng ta muốn thấy được nước thiên đàng ở trên đời sống chúng ta muốn được bứt phá thì chúng ta cần phải xử lý Satan. Chúng ta cần phải xử lý Satan, mà nếu chúng ta không xử lý được Satan thì chúng ta sẽ không thể nào mà đạt đến những gì Chúa muốn chúng ta. Và Chúa Jesus nói cho các môn đệ của Ngài trong Luca đoạn 10 câu 3: các con hãy ra đi, này ta sai các con như chiên con giữa bầy muôn sói. Chúng ta thấy không, Chúa Giêsu nói một cách rõ ràng, chúng ta giống như con chiên con bé, chiên nhỏ chứ không phải chiên lớn nữa, giữa bầy muôn sói. Như vậy chúng ta muốn bứt phá, chúng ta thấy rằng có một kẻ thù và chúng ta, đó là Satan, nó đang vây chung quanh chúng ta mà chúng ta không thấy nó. Nếu chúng ta thấy nó thì không nói gì rồi, nhưng mà bởi vì chúng ta không thấy nó, do đó trước khi mà Chúa Giêsu trở về cùng cha Ngài ở trên trời, Ngài căn dặn các môn đệ của Ngài. Ngài căn dặn họ điều gì? Trong công vụ đoạn 1, câu 4, câu 5 và câu 8: đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó và chờ điều ta cha đã hứa, là điều các con đã nghe ta nói. Trong ít ngày nữa, các con sẽ được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm nhân chứng cho ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samri cho đến cùng trái đất. Như vậy chúng ta thấy là Chúa Giêsu không muốn các môn đệ của Ngài đi ra và sống ở trên thế gian này nếu như Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên đời sống của họ, nếu Đức Thánh Linh chưa đầy dẫy trên đời sống của họ. Do đó đời sống của người tín đồ, nếu chúng ta muốn bứt phá thì như tôi đã chia sẻ chúng ta bài vừa rồi, bứt phá không phải từ bên ngoài, không phải từ nơi Chúa, mà từ bên trong của chúng ta. Từ bên trong của chúng ta, Chúa ở bên ngoài chúng ta, nhưng mà sự bứt phá từ bên trong chúng ta. Bởi Kinh Thánh Chúa nói rằng cái tai của Chúa không phải là và lãng hay là điếc mà không nghe được tiếng của chúng ta cầu nguyện với Ngài. Bằng tai của Ngài không phải là quá ngắn không để giới đến của chúng ta, nhưng mà bởi vì tội lỗi chúng ta khiến Chúa không thể giúp đỡ chúng ta được, Ngài không làm gì cho chúng ta được. Do đó cái sự bứt phá bên trong của chúng ta rất là quan trọng, bởi vì người công chính lấy lòng xúc sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Do đó chúng ta phải loại bỏ con người cũ của chúng ta, thì cái lời cầu nguyện chúng ta, cái sự đầy dẫy Thánh Linh Chúa ở trên đời sống của chúng ta và giúp cho chúng ta luôn luôn sống đời sống đầy dẫy Thánh Linh. Công vụ đoạn 2 câu 3, câu 4 và câu 41, đoạn 3 câu 4 và câu 41: các môn đệ khi mà trong ngày lễ ngũ tuần thì thình lình có tiếng gió thổi ào ào và các môn đệ thấy lửa như lưỡi bằng lửa xuất hiện tản ra và đậu trên mỗi người trong họ. Tất cả đều được đầy dẫy Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác theo như Thánh Linh cho họ nói.
Vậy trong những người tiếp nhận lời đó đều nhận bắp tem, và trong ngày đó có độ 3.000 người thêm vào thánh. Ở đây cho chúng ta thấy rằng khi mà Thánh Linh Chúa giáng xuống, những con người sợ hãi trước đây đã từng trốn trốn Chúa và giữa sự bắt bớ của những người mà Do Thái giáo và của người La Mã, thì họ đi ra và họ giảng tin lành, và trong ngày đó có 3.000 người thêm vào hội thánh. Như vậy Thánh Linh của Chúa đóng một vai trò rất là quan trọng, giúp cho chúng ta có thể đắc thắng được ma quỷ, tất cả những cái sự tấn công của chúng nó. Do đó chúng ta cần phải luôn ý thức một điều này. Đây là điều chúng ta phải luôn ý thức và nhớ và nằm chắc trong lòng của chúng ta. Đó là Đức Thánh Linh ở trong chúng ta là sự bứt phá, là sự chiến thắng của chúng ta. Cho nên khi mà Đức Thánh Linh mà ở trong chúng ta đó, sự bứt phá, sự chiến thắng đã thuộc về chúng ta rồi. Đó là điều mặc định, đó là điều mặc định, đó là điều chắc chắn. Bởi vì đấng ở trong chúng ta, Sứ đồ Giăng nói rằng trong Giăng đoạn 4 câu 4, hỡi các con bé nhỏ, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng nó. Vì đấng ở trong các con vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian. Đức Thánh Linh là đấng đã từng giúp đỡ cho Môi-se giáng 10 tai vạ trên người Ai Cập. Đấng đã giúp Môi-se rẽ biển đỏ và làm tất cả những dấu kỳ phép lạ. Đấng đã từng giúp đỡ David, đấng đã từng giúp đỡ cho Samuel và những con người vĩ đại trong thánh. Giờ này đấng đó đang ở trong chúng ta. Cho nên cái chuyện chiến thắng, cái chuyện đột phá đó là chuyện đương nhiên, cái điều mặc định rồi. Nó không có gì mà mãi được. Vấn đề là chúng ta có biết cái điều này hay không? Vấn đề chúng ta biết là chúng ta đang mang lấy, chúng ta đang chứa đựng cái quyền năng của Đức Chúa Trời, đấng tạo dựng vũ trụ này ở trong chúng ta. Và chính đấng này là đấng mà có thể giúp cho chúng ta có sự bứt phá. Sách Chi đoạn 2 câu 6 cho chúng ta biết rằng chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, nhưng bởi thần ta, Chúa vạn quân phán. Trong Luca đoạn 4 câu 18 cho chúng ta biết thần của Chúa khi nói về Chúa Giêsu, thần của Chúa ngự trên ta vì Ngài đã sức dầu cho ta để truyền giảng tin mừng cho người nghèo khổ. Ngài đã sai ta công bố cho kẻ tù được phóng thích, cho kẻ mù lò được sáng mắt, cho người bị áp bức được giải thoát. Chúng ta thấy tại đây khi mà Thánh Linh của Chúa ngự ở trên Chúa Giêsu đó, thì những gì mà không bứt phá được nó phải bị bứt phá. Và cũng chính Thánh Linh của Chúa ở trong Chúa Giêsu cũng là đấng đang ở trong chúng ta, và Ngài muốn đem đến sự bứt phá cho đời sống của chúng ta, cho gia đình của chúng ta và cho những người chung quanh. Do đó sự đầy dẫy Thánh Linh của rất là quan trọng, sự báp têm trong Thánh Linh rất là quan trọng, sự báp têm bằng lửa rất là quan trọng. Cách đây khoảng chừng chưa tới một tháng, có một chuyện đã xảy ra. Tôi có quen một cái chị này ở một tiểu bang khác, tiểu bang của tôi. Và khi mà chị có một người chị ruột, chị này thì xài bùa ngải và tánh tình rất là khó, gây cho người bạn của tôi rất là nhiều phiền phức, rất là nhiều sự khó chịu. Và không ai ưa cái người này hết. Và cái người chị quen này của tôi thường đến mentor, tôi thường hướng linh cho chị, và tôi hướng dẫn chị cầu nguyện, dạy cách cầu nguyện vân vân. Thì khi mà tôi giúp đỡ cho chị cầu nguyện thì một ngày kia chị nói là cái người chị của chị tự nhiên cái lòng mềm ra, có một cái chuyện gì nó mềm ra. Rồi cái chị muốn chị thấy cơ hội, họ chị muốn tin Chúa không? Cái chị này là muốn tin Chúa. Cái là chị ta gọi điện thoại cho tôi liền và tôi nói rằng để tôi cầu nguyện cho chị. Chị muốn tôi cầu nguyện cho chị, cái chị của người bạn của tôi. Thì tôi cầu nguyện, sau khi tôi cầu nguyện xong, tôi cầu nguyện Chúa xong, tôi cầu nguyện Chúa bắt em bằng Thánh Linh cho người nữ này, giáng lửa xuống thiêu đốt tất cả những cái công việc nào của ma quỷ, bùa chú, bói khoa, tất cả những tà linh ô uế, tất cả những sự nổi loạn, tất cả những sự gì đó trong đời sống người tôi, nhân danh Chúa tôi gọi lửa từ trời xuống thiêu đốt tất cả điều này. Thì sau khi đó là chị này tự qua cái ngày hôm sau, chị trở nên giống như là một trở nên con người hoàn toàn khác. Tới đó ông chồng phải ngạc nhiên. Và ông chồng cảm thấy là ô Chúa tuyệt, sao mà đặc biệt quá, thay đổi vợ tôi. Tôi mới nói cái người mà tín đồ mà tôi hướng dẫn đó, thì tôi nói là cơ hội đến rồi, kêu ông chồng đến tin Chúa. Và khi mà tôi chia sẻ cho anh ta cũng tin Chúa luôn. Và tôi mới nói rằng bây giờ tôi muốn báp têm cho họ.
Và tôi hỏi nếu mà hai người đồng ý tin nhận Chúa Giêsu làm Chúa đời sống mình và đi theo Ngài trọn cuộc đời của mình, thì tôi muốn làm bắp tem cho họ. Và không có dạy giáo lý gì cả. Bởi vì tôi thấy cái thời điểm này rất là quan trọng. Và sau khi tôi cầu nguyện, tôi qua đây tôi gọi điện thoại, mở qua mình WhatsApp, rồi gọi chương trình cho họ coi, rồi thấy họ, và họ đổ nước vào trong cái bồn tắm, và họ bắp tem ở trong 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 bồn tắm. Và sau khi bắp tem trong bồn tắm xong, tôi cầu nguyện họ cho họ được bắp tem tới lên đầy dẫy tên của Chúa. Chúng ta biết điều gì xảy ra? Họ cầu nguyện trong tiếng mới cả. Người vợ thì đã nhận trước đây rồi, người chồng bắt đầu được nhận Thánh Linh của Chúa, và tự nhiên họ xin lỗi nhau, hai vợ chồng xin lỗi nhau, và có sự hòa thuận lại với nhau. Chưa hết, cái cô mà cái khó chịu này, cái người mà mới tin Chúa khó chịu này, lúc nào cũng gây lộn, gây sự với người khác, thì cô ta bắt đầu đọc Kinh Thánh. Và Chúa dạy cô ta, và cô ta thấy Chúa dạy từng bước phải ăn năn, phải như thế này. Thì một điều xảy ra đó là cô có một đứa con. Và đứa con này bị bệnh trầm cảm, depression, ở trong phòng suốt 2 năm không bao giờ ra khỏi phòng. Cô ta cứ đọc Kinh Thánh rồi cầu nguyện, rồi đọc Kinh Thánh cầu nguyện trong tiếng mới. Và tôi giúp cho người bạn tôi kiểm soát người này, luôn luôn hạ mình trước mặt Chúa, luôn luôn nhờ cậy Chúa, tránh đừng bao giờ nói Chúa nói, Chúa phán, vân vân. Thì chỉ trong vòng 2 tuần 3 tuần thì tôi được nghe một cái điều, đó là một lúc kia Thánh Linh của Chúa cảm động lòng chị, và chị nói rằng chị ra lệnh cho đứa con trai, con phải ra khỏi ngoài, ra khỏi phòng ngay như này, và bệnh trầm cảm phải rời khỏi đứa con của ta, và đi ra khỏi các tà linh ô uế gì đó của ta, đuổi nó đi. Tôi chưa hề dạy, tôi không có dạy nha, tôi không có dạy, tôi dạy cái người em của người này thôi, chứ mà không có dạy người chị. Và tự động Thánh Linh của Chúa cảm động, và con phải đọc Kinh Thánh, con phải cầu nguyện. Và chị đã công bố xong thì đứa con đó bắt đầu quay đầu trở lại, và ở trong phòng bây giờ đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Chúa thay đổi nguyên cả gia đình, và cô ta bắt đầu cầu nguyện cho người khác chữa lành mà tôi chưa hề dạy. Amen. Tôi muốn nói cho chúng ta biết rằng ở đây thế này, khi mà Thánh Linh của Chúa vận hành, khi mà Ngài vận hành, không có gì khó. Bứt phá này sang bứt phá khác, bứt phá này sang bứt phá khác. Đây là công việc của Thánh Linh Chúa. Kinh Thánh dạy cho chúng ta, cho chúng ta biết là Thánh Linh của Chúa ở đâu, nơi đó có sự tự do. Rồi cái người chị, cái người mà tôi thường dạy kèm cho chị, thì mới ngày hôm qua thôi tôi gọi cho chị, và tôi nói chuyện với chị và theo dõi tình hình như thế nào. Và chị nói là ông chồng của chị đang bắt đầu trở lại đánh bài, và giờ không biết phải làm sao, và tiền bạc thì đã bị thất thoát. Tôi mới nói rằng bây giờ mình hiệp lại nhau, mình cầu nguyện. Và nhờ tôi nhân danh Chúa, tôi trói buộc cái linh nghiện ngập cờ bạc trong đó, và những linh dụ dỗ, những linh lừa dối, bùa chú bói khoa đang bùa ếm người này. Tôi nhân danh Chúa, tôi cầu nguyện, tôi quăng nó ra khỏi đời sống của này. Chúng ta biết điều gì không? Sáng này, chị ta gọi lại với tôi và chị nói rằng: Mục sư Phong, ông chồng của chị tối hôm đã xin lỗi chị và ăn năn, không muốn đánh bài nữa. Chúng ta thấy khi mà Chúa đem đến sự bứt phá đó thì nó thật là nhanh chóng, thật là quyền năng, thật là vĩ đại. Cái công việc mà chúng ta có thể tốn cả đời chúng ta không thay đổi được, nhưng mà với Đức Chúa Trời nó chỉ một tích tắc là cái như là xong. Do đó, đời sống đầy dẫy Thánh Linh của chúng ta rất là quan trọng. Chúa sẽ bẻ gãy những gông cùng, những then cài bằng sắt, những cái cổng bằng đồng trước mặt chúng ta. Ngài sẽ cho chúng ta bước vào và nhận lấy của báo mà Chúa dành cho chúng ta, nhận lấy lại người chồng, người vợ, những đứa con, nhận lấy những tiền bạc đã bị thất thoát, đã bị mất mát. Chúa chỉ làm trong một tích tắc mà thôi. Quan trọng là ở chỗ chúng ta đầy dẫy Thánh Linh, và phải luôn luôn đầy dẫy Thánh Linh. Mức độ đầy dẫy chúng ta linh Thánh Linh của Chúa cho đời sống ta nhiều chừng nào thì cái sự bứt phá chúng ta càng lớn và càng tăng nhanh chừng đó. Do đó muốn có một đời sống đầy dẫy Thánh Linh, chúng ta phải loại bỏ con người cũ, tôi loại bỏ những điều mà chúng ta ưa thích, những lối sống xác thịt, những dục vọng của thế gian này, chúng ta phải loại bỏ nó, bởi vì chính nó là những cái giới hạn cho chúng ta mà được bứt phá. Và bắt đầu hãy ham mến,
thích đọc Kinh Thánh, suy gẫm lời Chúa, bởi vì nó là sữa, nó là thức ăn thiêng liêng nuôi dưỡng tâm linh của chúng ta. Giăng đoạn 6 câu 63, Chúa Giêsu nói, thần linh mới tạo nên sự sống, còn thể xác chẳng ích gì cả. À, cái đời sống chúng ta sống theo xác thịt không ích lợi gì hết trơn. Chúng ta không thay đổi được ai hết. Chúng ta không có thay đổi, chúng ta khuyên con, chúng ta nói chuyện với chồng của chúng ta, chứ nói chuyện với người khác là không có gì thay đổi hết. Nhưng mà thần linh của Chúa, thánh linh Chúa mới tạo nên sự sống. Rồi cái câu kế tiếp là Chúa Giêsu nói gì? Những lời ta truyền cho các con là thần linh và sự sống. Như vậy chúng ta muốn đời sống chúng ta đầy dẫy thần linh sự sống, chúng ta phải đọc Kinh Thánh, chúng ta phải ăn nuốt lời Chúa, phải suy gẫm lời của Chúa. Bởi vì Chúa Giêsu là ngôi lời, và quyển Kinh Thánh là lời của Chúa. Và Chúa Giêsu không phải chỉ ngôi lời, nhưng mà lời của thần linh sự sống, lời của sự sống. Do đó khi mà chúng ta ăn nuốt lời Chúa, suy gẫm lời Chúa, thì lời Logos trở thành lời Rhema trên đời sống của chúng ta. Và lời đó nó đem đến cái sự sống của chúng ta, đem sự bứt phá trên đời sống của chúng ta. Episode đoạn 5 câu 18, sứ đồ Phao-lô đó, đừng say rượu, vì rượu đưa đến trụy lạc, nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh. Nói cách khác, nếu mà chúng ta sống theo cái xác thịt đó thì dẫn chúng ta đến sự trụy lạc, nhưng mà chúng ta đầy dẫy Thánh Linh là một chuyện khác. Và cái thứ tiếp chúng ta là ngoài chuyện đọc Kinh Thánh ra, cái tiếp của chúng ta đó là cầu nguyện trong tiếng mới. Côrintô nhất đoạn 14 câu 4, người nói tiếng lạ tự xây dựng chính mình. Chúng ta muốn đời sống chúng ta mạnh mẽ, chúng ta muốn đời sống chúng ta đầy dẫy Thánh Linh, thì chúng ta cầu nguyện tiếng mới. Tại sao vậy? Cầu nguyện tiếng lạ tiếng mới là chúng ta xây dựng con người tâm linh của chúng ta. Có thể bên ngoài chúng ta không biết, nhưng mà chúng ta biết được cái Thánh Linh của Chúa vận hành tác động bên trong của chúng ta. Ngài biết những cái điều mà chúng ta không cầu nguyện được, những điều mà chúng ta thở than, chúng ta không nói được nên lời. Chúa biết những tương lai chúng ta, và Thánh Linh của Chúa trình dâng trên Đức Chúa Trời những điều mà chúng ta không biết. Cho nên tôi muốn giải thích chúng ta một chút xíu, đó là lắm khi chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta nói không hiểu, thôi không đừng đọc, hay là chúng ta nói cầu nguyện tiếng lạ, cầu nguyện tiếng mới, không hiểu tại sao cầu nguyện. Cái câu hỏi mà tôi muốn hỏi chúng ta vậy chứ, ngày hôm nay chúng ta ăn sáng hay là chúng ta ăn chiều, chúng ta biết mình bổ gì không? Có bổ đồ, bổ gì, bổ chỗ nào, bổ bao nhiêu biết không? Không ai chúng ta biết cả. Nhưng mà chúng ta biết rằng khi chúng ta ăn sáng thì cả nguyên cả một ngày chúng ta sẽ khỏe mạnh. Chúng ta biết rằng khi mà chúng ta cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện trong tiếng mới, chúng ta đọc Kinh Thánh, nó bổ dưỡng đời sống tâm linh của chúng ta. Và đó là khi chúng ta đối diện với những thử thách, đối diện với sự tấn công ma quỷ, chúng ta có thể đứng vững và chúng ta chịu được. Ephesos đoạn 6 câu 18 dạy chúng ta biết rằng bằng mọi lời cầu nguyện và nài xin. Ephesos đoạn 6 có nói đến cái phần mà chúng ta, trong phần này nói chúng ta đến là cái cuộc chiến thuộc linh. Và trong cuộc chiến thuộc linh đó, Phao-lô dạy chúng ta bằng mọi lời cầu nguyện, không phải một kiểu cầu nguyện đâu, không phải chỉ xin hoài đâu, không phải nài xin với Chúa rồi đó như đủ, nhưng mà mọi lời cầu nguyện có rất nhiều cái cách cầu nguyện. Rồi kế tiếp là hãy luôn luôn cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Hãy luôn luôn cầu nguyện. Cái gì? Chúng ta lái xe, chúng ta đi đường, chúng ta đi chợ, chúng ta bất cứ lúc nào chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh. Cầu nguyện Thánh Linh, cầu nguyện trong lời Chúa, kèm theo lời Chúa chúng ta cầu nguyện, thì chúng ta sẽ tự xây dựng chính mình. Chúa Đa đoạn 1 câu 20, thưa anh chị em yêu dấu, hãy xây dựng chính mình trên đức tin rất thánh của anh em. Rồi ông có cái câu kế tiếp là muốn xây dựng đức tin rất thánh của, làm gì? Hãy cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Như vậy chúng ta muốn xây dựng đức tin, chúng ta muốn đời sống thánh của chúng ta nên thánh hơn, muốn đời sống đầy dẫy Thánh Linh, thì làm gì? Cầu nguyện trong Thánh Linh. Roma đoạn 8 câu 14, tất cả những ai được Thánh Linh Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. Cho nên khi mà chúng ta đầy dẫy Thánh Linh rồi, của Chúa rồi đó, thì lúc đó chúng ta mới đi trong sự dẫn dắt của Thánh Linh Chúa được. David đánh đầu thắng đó. Bởi vì sao? Ông luôn luôn tìm cầu Chúa. Ông đi vào trong sự thờ phượng Chúa. Ông tìm cầu ý muốn Chúa. Cho nên đi đâu ông cũng thắng đó. Trong sự ký nhất đoạn 14 câu 9 đến câu 11 cho chúng ta biết. Sau khi David được sức dầu làm vua thì toàn quân Philistine săn lùng bắt David.
Đừng nghĩ rằng chúng ta đạt được cái điều gì Chúa vừa ban phước cho mình việc làm, Chúa vừa ban phước cho mình có vợ có chồng, Chúa ban phước cho mình đứa con, Chúa mới vừa chúc phước cho tài chánh mình. Mình nghĩ là ok, cảm ơn Chúa sức giàu ban phước cho con, và chúng ta nghĩ mọi sự ok. Không, khi mà chúng ta Chúa ban phước chúng ta là ma quỷ muốn chạy đến giật lại liền. Và đây là một câu chuyện cho chúng ta biết rằng toàn quân Philistine, không phải một số quân nào đó, nhưng mà toàn quân Philistine săn lùng bắt David. David cầu hỏi với Chúa, con có nên đánh quân Philistine không? Ngài có trao chúng nó vào tay con không? Chúa đáp, hãy đi ra, ta sẽ trao chúng vào tay con. Trong Sự Ký Nhất đoạn 14 câu 10. Cho nên ông biết được ý Chúa giúp mình chiến thắng. Rồi chúng ta coi ha, bắt đầu ông tiến lên ba anh Pharasim và vua David đánh bại quân Philistine ở đó. Và David nói gì? Đức Chúa Trời đã dùng tay ta đánh tan. Chữ đánh tan này có nghĩa là breakthrough. Thì anh dùng chữ là breakthrough, có nghĩa là bứt phá. Quân thù như nước vỡ bờ. Cho nên người ta gọi chỗ đó là ba anh Pharasim. Và tại đây David gọi là Đức Giê-hô-va đấng giúp ông bứt phá. Như vậy sự bứt phá của chúng ta đến từ đi trong sự dẫn dắt của Chúa, đi theo cái sự hướng dẫn của Chúa. Làm sao chúng ta đi trong sự dẫn dắt của Chúa được nếu như chúng ta không đầy dẫy Thánh Linh? Cho nên chúng ta muốn thành công trong lĩnh vực gì, điều tiên yếu trên đời sống của chúng ta, ngoài cái việc chúng ta nói cái điểm thứ nhất và chúng ta nói đến là chúng ta phải loại bỏ những cái con người cũ của chúng ta, bởi vì con người cũ chúng ta giúp cho Thánh Linh của Chúa đầy dẫy chúng ta. Rồi kế tiếp là chúng ta muốn nói đến là thờ phượng Chúa. Và khi chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta dẫn mình vào trong sự hiện diện của Chúa và giúp cho chúng ta đầy dẫy Thánh Linh. Và đây là điều mà chúng ta cần phải luôn luôn đầy dẫy Thánh Linh Chúa. Giô-sê vâng theo sự chỉ dẫn của Chúa. Ông kêu các thầy tế lễ khiêng rương và ước xuống nước. Và khi họ bước chân xuống nước sông Giô-đan thì nước sông Giô-đan dừng lại một bên và nó trở nên đất khô và họ đi qua. Chúa bảo ông cầu nguyện Chúa làm sao con chiếm được thành Giê-rô-cô đây. Chúa nói rằng hãy đi vòng quanh thành Giê-rô-cô 7 vòng, ngày thứ 7 thì vòng quanh 7 vòng nữa. Sau hô lớn tiếng thành Giê-rô-cô sụp. Ông không tốn một binh một tướng mà thành Giê-rô-cô sụp. Bởi sao? Ông đi sự dẫn dắt của Chúa. Gi-đôn và 300 binh sĩ, mỗi một người chỉ cầm một cái kèn, một bình không và cây đuốc, có thể tiêu diệt dân Ma-đi-an. Chúng ta tưởng tượng cả một đạo binh Ma-đi-an, biết bao nhiêu năm qua họ bị áp bức với dân Ma-đi-an. Gi-đôn phải núp để mà gặt lúa, bởi vì tới mùa gặt đến là dân Ma-đi-an đến và họ cướp lấy mùa màng của họ. Nhưng mà khi mà Gi-đôn được Chúa kêu gọi và ông đáp ứng sự kêu gọi Chúa và ông đi trong sự chỉ dẫn của Chúa, bứt phá giải cứu dân Israel khỏi tay của kẻ thù nghịch. Sự ký nhì đoạn 20 câu 20, hãy nghe ta hỡi Giu-đa và cư dân Jerusalem, hãy tin tưởng Chúa Đức Chúa Trời các ngươi thì các ngươi sẽ đứng vững. Chữ đứng vững có nghĩa là omen, có nghĩa là nuôi dưỡng, chăm sóc, được thiết lập. Tin cậy Chúa, chúng ta đời sống chúng ta được thiết lập. Cái câu kế tiếp là hãy tin các tiên tri của Ngài thì các ngươi sẽ thành công, có nghĩa là chúng ta cần tin trên sự chỉ dẫn của Chúa hay những lời tiên tri mà Chúa bày tỏ chúng ta. Và thành công có nghĩa là được đẩy tới phía trước, được ích lợi, được thịnh vượng và được bứt phá. Cầu xin Chúa giúp cho chúng ta nhìn thấy được tầm quan trọng sự đầy dẫy Thánh Linh và đi trong sự dẫn dắt của Thánh Linh. Bởi vì khi mà chúng ta được đầy dẫy Thánh Linh của Chúa đó, chúng ta nghe tiếng Chúa đó, chúng ta sẽ ở đúng cái vị trí và cái khung thời gian và thời điểm của Chúa. Tôi muốn giải thích chúng ta điều này rất là quan trọng. Nhiều người chúng ta không để ý được cái điều này. Nào, khi mà chúng ta đầy dẫy Thánh Linh của Chúa đó, thì có một cái điều gì đó. Một là chúng ta nghe tiếng Chúa, Chúa đưa chúng ta đến chỗ đó, hoặc là Chúa sai người nào đó đến kêu chúng ta đến chỗ đó, hoặc là Chúa một cách nào đó Chúa lèo lái chúng ta để chúng ta có mặt chỗ đó vào trong một thời điểm đó. Và khi mà chúng ta ở trong cái thời điểm của Chúa, ở trong cái địa điểm mà Chúa dành cho chúng ta và cái khoảng thời gian mà chúng ta ở trong đó đó, thì sự bứt phá lớn nó xảy ra. Chiến lược của ma quỷ rất là tinh vi, nó đem chúng ta ra khỏi vị trí và thời điểm của Chúa.
Công vụ đoạn 17 câu 26-27 cho chúng ta biết rằng từ một người Ngài dựng nên tất cả các dân tộc trong nhân loại cho họ ở khắp mặt địa cầu, định thời gian hiện hữu và biên giới cho họ cư trú để tìm kiếm Đức Chúa Trời. Cho nên cái thẩm quyền và quyền năng bứt phá của chúng ta nó nằm ở trong vị trí và cái thời điểm, cái khoảng không gian mà Chúa đặt để chúng ta. Và khi chúng ta ở trong những cái chỗ đó thì sự bứt phá đến. Do đó chúng ta cần phải biết thời và kỳ cho đời sống của mình. Những lúc nào Chúa muốn chúng ta đi. Có nhiều người họ chỉ đi bởi vì họ cảm thấy họ muốn đi. Và họ không cầu hỏi ý Chúa, cho nên họ bị thiệt thòi và mất mát. Có những mục sư Chúa đã gọi họ hầu Chúa rồi, nhưng mà họ đã muốn làm ăn, họ muốn đầu tư này đầu tư kia nọ, cuối cùng mất hết tài sản và còn bị mang tiếng. Có những người mà Chúa gọi họ ở chỗ này, nhưng mà họ thấy ở chỗ kia tốt hơn, và khi họ rời khỏi cái chỗ đó, họ đến cái chỗ khác. Và khi tới chỗ đó, thậm chí họ thất bại trong chức vụ. Có những người mất cả gia đình, không làm được gì cả. Tại sao vậy? Chúa luôn luôn đặt chúng ta ở trong một vị trí và Chúa giao cho chúng ta một số lãnh thổ và Chúa giao chúng ta là cái cho chúng ta thẩm quyền ở trong cái chỗ đó. Khi chúng ta ở cái chỗ đó, không cần biết ma quỷ nó mạnh cỡ nào, thì thế nào Chúa cũng giúp chúng ta chiến thắng nó, đẩy lùi nó. Nhưng mà nếu chúng ta đến một cái chỗ mà Chúa không giao cho chúng ta đó, mà chúng ta cứ muốn làm việc ở tại chỗ đó, đó, thì cái chỗ đó là cái chỗ nguy hiểm, thậm chí là cái chỗ mà phá hoại đời sống của chúng ta. Đấy là điều rất là quan trọng. Chúng ta có thể nhìn xem cái câu chuyện về các môn đồ của Chúa Giêsu, khi Chúa Giêsu dặn họ là ở phòng cao, ở tại Jerusalem chờ họ, ở chỗ đó, họ cứ ở chỗ đó. 500 người nghe chuyện này, nhưng có 120 người ở tại chỗ đó, thì 120 người này làm gì? Họ được nhận được thánh thân của Chúa, được báp têm trong thân của Chúa. Họ kinh nghiệm được sự tuôn đổ thân của Chúa. Còn 370 người kia ở đâu? Mình không biết, nhưng họ không kinh nghiệm được điều này. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Phêrô và Giăng họ tiếp tục, họ đi lên đền thờ, họ cầu nguyện. Họ đi như vậy thì một điều gì xảy ra? Có một ngày kia, họ thấy được cái người bại ngồi ngay cửa đẹp. Và điều gì xảy ra? Họ khai phóng quyền năng của Chúa và người bại được chữa lành. Và rất nhiều người thấy được quyền năng của Chúa và tin Chúa. David cũng giống như vậy. David, chúng ta biết rằng David bước vào đúng cái thời điểm mà 40 ngày mà Goliath chửi mắng hay là hạ nhục dân Israel, đạo quân của Đức Chúa Trời. Không sớm có muộn, Đức Chúa Trời đưa David vào trong cái thời điểm đó. Và khi David đến đúng cái thời điểm đó rồi, thì chúng ta biết là gì? David trỗi dậy và xin được giết Goliath. Và chỉ cần một viên đá thôi, David giết Goliath. Và tai danh tiếng của David được đồn ra và nhiều người biết đến. Cho nên Đức Chúa Trời luôn luôn có cái thời điểm, luôn luôn có một cái khoảng không gian mà dành cho những người mà Chúa muốn dùng, Chúa muốn dấy lên trong lúc đó. Chúng ta biết vua Sơ-lơ nằm ở ngay tại cái chỗ đó, ngay cái chiến trận đó. Ông là người đã được Chúa sức dầu. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết gì? Chúa đã bỏ ông rồi. Cái sự sức dầu của Chúa trên đời sống ông còn nữa. Ông không còn tìm kiếm Chúa nữa. Cho nên điều gì xảy ra? Ông ở ngay cái chỗ đó nhưng ông không làm được gì cả. Do đó sự đầy dẫy thân của Chúa đóng một vai trò rất là quan trọng cho đời sống của chúng ta. Những nơi chốn Chúa đặt để chúng ta. Chúa muốn con đi đâu? Chúa muốn con làm gì? Chúa muốn con ai gặp gỡ ai? Xin Chúa dẫn con vào trong chỗ đó. Và chúng ta thấy điều này rất rõ trên chức vụ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói ta chỉ làm điều gì ta thấy nơi Cha của ta. Và xin Chúa cho chúng ta có sự khao khát ước muốn này. Kế tiếp là chúng ta bước thứ tư, đó là bứt phá tình yêu thương. Đầy dẫy Thánh Linh thì sẽ sanh ra bông trái của Thánh Linh. Và một trong bông trái rất là quan trọng đó là tình yêu thương. Và tình yêu thương là một chìa khóa quan trọng cho sự đột phá. Côrintô nhất đoạn 18 câu đoạn 13 câu 8 như thế này: tình yêu thương không bao giờ suy tàn. Bản cũ thì nói tình yêu thương không bị hư mất bao giờ.
Cái tình yêu thương này chúng ta được nghe nói là tình yêu thương agape, là tình yêu thương không điều kiện. À, tiếng bản King James Version là charity, là một tình yêu thương, một loại tình yêu thương mà gọi là rộng rãi, ban cho, bố thí, thương ở cho người khác. À, không suy tàn có nghĩa là gì? Không thất bại. Tiếng Anh đó là never fail. Có nghĩa là gì? Tôi muốn đưa cho chúng ta thấy ở tại đây, Kinh Thánh đó là tình yêu thương. Ai mà có tình yêu thương, không phải chỉ tình yêu thương không nha, tình yêu thương agape sẽ không bao giờ thất bại. Tình yêu thương agape không bao giờ suy tàn. Tình yêu thương agape không bao giờ thua cả. Nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, hy vọng và tình yêu thương. Nhưng điều cao trọng hơn cả là tình yêu thương. Côrintô nhì đoạn 5 câu 14 câu 15: do tình yêu thương của Chúa cứu thế cảm thúc, thì cảm thúc này có nghĩa là bắt phục, ép buộc, ràng buộc, thúc giục. Chúng tôi nghĩ rằng Chúa đã chết cho mọi người, nên mọi người phải coi đời sống cũ mình đã chết. Vì Ngài đã chết cho chúng ta, nên chúng ta không sống ích kỷ, nhưng sống cho Đấng đã chết và sống lại cho chúng ta. Chúng ta thấy rằng tại đây, tình yêu thương, khi mà tình yêu thương của Chúa, chúng ta biết được cái tình yêu thương agape này của Chúa đó, chúng ta sẵn sàng không còn sống ích kỷ nữa, không còn sống đời sống cũ nữa, không còn sống một đời sống mà mình ham muốn trước đây nữa. Bởi vì tình yêu thương của Chúa bắt phục chúng ta, tình yêu thương của Chúa ép chúng ta, thúc giục chúng ta, để chúng ta không thể nào mà sống đời sống cũ được. Và chúng ta muốn sống, mà thậm chí muốn chết cho Chúa nữa. Do đó đây là một điều rất là quan trọng. Nếu chúng ta muốn bứt phá, cái bước cái thứ tư mà chúng ta muốn nói đến đó là bứt phá trong tình yêu thương. Bởi vì yêu thương, Chúa Giê-xu đã xuống thế gian cứu nhân loại. Khi Ngài động lòng thương xót thì Chúa chữa lành, giải cứu. Người mù mắt được thấy, người điếc được nghe, Chúa động lòng thì người chết sống lại. Cho nên nếu như chúng ta muốn được chữa lành, cái sự bứt phá tình yêu thương chúng ta là cái chìa khóa, là câu trả lời. Nếu chúng ta muốn bứt phá trong tài chánh, tình yêu thương là câu trả lời. Nếu chúng ta muốn có một phép lạ trong hôn nhân, trong gia đình của mình, thì tình yêu thương chính là câu trả lời. Tôi gặp một số hôn nhân, và khi nói chuyện với họ, và họ nói tôi không sống nổi nữa, tình yêu của em cạn rồi. Tại sao vậy? Họ cố gắng chống chọi cái hôn nhân của họ, cố gắng sửa chữa hôn nhân của họ bằng gì? Bằng tình yêu của họ. Tình yêu của con người chắc chắn phải bị thất bại, chỉ tình yêu agape mới thành công thôi. Mà tình yêu agape này không phải là tự sức của chúng ta cố gắng chịu đựng, nhưng mà tình agape này là tình yêu thiên thượng do Đức Chúa Trời ban cho, nó mới không bị hư mất. Đây là cái điều mà chúng ta phải biết. Và khi mà chúng ta nắm bắt được cái tình yêu thương agape, mà tình yêu của Đức Chúa Trời đặt đổ vào trong lòng của chúng ta để chúng ta yêu cái người đó, đó thì Chúa sẽ thay đổi người kia. Trong hội thánh tôi có một người phụ nữ lấy ông chồng rất là keo kiệt. Ông làm bao nhiêu tiền thì ông bỏ túi riêng của ông, gái gú. Rồi ăn thì ông đòi ăn những món ăn rất là ngon, ăn đắt tiền. Bà này phải làm và phải nuôi ông. Nhà có mấy đứa con và những đứa con này bà cứ, bởi vì những đứa con này bà không muốn ông chồng giống như ly dị với ông chồng, bởi vì nếu mà ly dị con mình không ai dạy dỗ, cho nên bà gán chịu đựng và cứ mỗi ngày ngồi mai mà chảy nước mắt khóc. Cho đến khi có người dẫn bà tin Chúa, rồi sau đó bà đến với hội thánh của chúng tôi tại đây, rồi bà tin Chúa, bà có đứa con nó bỏ nhà đi của chúng tôi, bà chạy đến tôi và cầu nguyện, cứ mỗi lần đến cầu nguyện. Bứt phá đến thì đứa con quậy trong băng đảng, được thay đổi và được Chúa cứu nó, và nó hầu vì Chúa, rồi nó bắt đầu nó học ngành nấu ăn và thi nấu ăn chiếm huy chương vàng. Một ngày kia ông chồng của bà bị tai nạn, hai chồng bị tai nạn và ông nó bị nặng. Bà đi vào trong nhà thương
chăm sóc và trong dưỡng lão chăm sóc ông chồng, cầu nguyện cho ông chồng. Và nói Chúa đổ vào trong lòng của bà cái tình yêu dành cho ông chồng. Và bà nghĩ rằng bà không thể nào làm được chuyện này. Tha thứ hết cho ông, chăm sóc cho ông. Và bởi vì cái tai nạn xảy ra, cho nên hãng bảo hiểm bồi thường cho bà một số tiền rất là lớn. Bà dùng số tiền này để bà đi hầu việc Chúa. Chúng ta thắng nhờ tình yêu thương. Chúng ta bứt phá nhờ tình yêu thương. Do đó, cái phép lạ trong đời sống của chúng ta nó phải là bằng tình yêu thương. Đó là một yếu tố rất là quan trọng. Nếu chúng ta muốn sống đẹp lòng Chúa bằng tình yêu thương, chúng ta yêu Chúa và chúng ta muốn sống đẹp lòng Ngài, chứ không phải cố gắng dùng công đức, công sức của mình. Nếu chúng ta muốn sự sức giàu, ân tứ, quyền năng, thánh linh, Phaolô nói trong Cô-rinh nhất đoạn 14 câu 1 là gì? Đeo đuổi tình yêu thương, rồi sau đó kế tiếp mới là khao khát các ân tứ thánh linh. Tình yêu thương đi trước. Nếu chúng ta muốn hầu vị Chúa và có kết quả lâu dài, tình yêu thương là câu trả lời. Còn nếu như chúng ta không có tình yêu thương mà chúng ta hầu vị Chúa, chúng ta gia chạm người này, gia chạm người kia, người này nói này, người kia nói nọ, người khác bắt lỗi chúng ta sẽ bỏ liền. Do đó chúng ta muốn làm người hầu vị Chúa, phục vụ Chúa luôn luôn mà trong sự vui mừng, trong sự bình an, thì tình yêu thương phải là chìa khóa của chúng ta. Nó sẽ đem đến sự bứt phá trong chức vụ chúng ta, bứt phá trong mọi lĩnh vực trong gia đình chúng ta. Chúa sẽ đem thay đổi hoàn cảnh trong gia đình của chúng ta bằng tình yêu thương. Giăng đoạn 4 câu 16 nói như thế này. Giăng đoạn 4 câu 16: chúng ta nhận biết và tin vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Ai ở trong tình yêu thương thì ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời trong người ấy. Chúng ta đi rõ ràng không? Đức Chúa Trời là tình thương, mà ai ở trong tình yêu thương á thì ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong người đó. Như vậy chúng ta thấy rằng cái tình yêu của Chúa, khi chúng ta ở trong Ngài và tình yêu của Chúa ở trong chúng ta thì điều gì xảy ra? Bởi vì Chúa là tình yêu và Ngài sống trong chúng ta. Do đó người nào có tình yêu thương của Chúa đó, không bao giờ bị thất bại bất kỳ tình huống nào. Không cần biết tình huống nào, nhưng mà cái tình yêu của Chúa ở trong chúng ta có thể vượt qua mọi tình huống, mọi hoạn nạn, mọi thử thách. Đó tại sao có những người sẵn sàng chết vì Chúa, bởi sao? Tình yêu. Tình yêu của Chúa trong họ. Cho nên, bạn có biết rằng tình yêu của Chúa dành cho mình không? Đây là điều câu hỏi tôi muốn nói. Nếu chúng ta muốn bứt phá thì một trong điều quan trọng, chúng ta có nắm bắt được, hiểu biết được tình yêu Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta tin tưởng rằng tình yêu của Chúa dành cho chúng ta sẽ không bao giờ thất bại. Khi cuộc đời chúng ta không bao giờ mà bị thất bại, khi cuộc đời chúng ta được bứt phá hay không? Đức tin dẫn đến mọi sự bứt phá bắt đầu từ sự nhận biết và tin vào tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho mình. Cho nên khi mà chúng ta biết được tình yêu sâu sắc và hiểu biết được sự quyền nhiệm và tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta đó, chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ cho người khác, chúng ta yêu kẻ thù, dễ dàng chúng ta sẽ khiêm nhường, nhân từ, phục vụ Chúa dù đối diện hoạn nạn, thử thách, nó không là gì với chúng ta cả. Chúng ta sẽ vui mừng trong những tình huống này. Do đó khi chúng ta có cái tình yêu này của Chúa trong chúng ta đó, chúng ta đặt vào mình ở trong một vị trí, những gì mà Chúa hứa cho chúng ta nhận được. Những gì Chúa dành cho chúng ta nhận được. Cho nên bứt phá của chúng ta chính là ở trong tình yêu của chúng ta. Không phải tình yêu này là của chúng ta, nhưng mà tình yêu của, không phải tình yêu của xác thịt của chúng ta, nhưng mà tình yêu của Đức Chúa Trời sống trong chúng ta. Khi quyền năng của tình yêu này sống trong chúng ta đó, chúng ta có thẩm quyền dời núi. Lời cầu nguyện của chúng ta sẽ có phép lạ. Và chúng ta sẽ bứt phá, sự bứt phá này đến cho đời sống mình và bứt phá đến cho người khác. Do đó hãy đeo đuổi tình yêu thương. Amen. Ê-phê-sô đoạn 3 câu 17 đến câu 20, Phaolô nói thế này: bởi đức tin Đấng Christ ngự trong lòng anh em, tôi cũng cầu nguyện để anh em đâm rễ và vững lập trong tình yêu thương, để cùng với tất cả các thánh đồ, anh em có thể hiểu thấu hiểu chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu thương ấy. Câu 19:
và biết được tình yêu thương của Đấng Christ là tình yêu thương vượt quá mọi sự hiểu biết. À, chi vậy? À, có ích lợi gì đây? Khi mình biết tình yêu của Chúa, à, tình yêu thương vượt quá mọi sự biết để anh chị em được tràn đầy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy không? Cái sự bứt phá chúng ta nhận được mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời, mọi phước hạnh của Đức Chúa Trời, mọi sự bứt phá mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta nằm ở trong tình yêu thương. Có 20 và câu mà chúng ta thường nói nha, nhưng mà câu này đó là cái câu và nó trả lời cho cái câu ở trên là biết tình yêu thương của Đấng Christ. Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng của Ngài, có thể làm trỗi hơn mọi phần chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Như vậy, chính tình yêu của Chúa đó, nó khai phóng quyền năng của Chúa, có thể làm trỗi hơn những gì chúng ta cầu xin và suy tưởng. Nó đem đến sự bứt phá cho chúng ta. Bước thứ 5, bứt phá nhờ đức tin và lời công bố. Roma đồng 1 câu 17, vì trong tin lành này sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ từ đức tin đến đức tin, như có lời chép, người công chính sẽ sống bởi đức tin. Của tôi nhì đoạn 5 câu 7, vì chúng ta sống bởi đức tin chứ không phải bởi điều mắt thấy. À, vậy đức tin là gì? Không tin vào những gì mắt thấy. Chúng ta thấy trong thế giới tục linh, tin vào những gì lời Chúa nói, chứ không phải tin những gì mắt mình thấy. Hebrew 11 câu 6, không có đức tin thì không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời, vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin Ngài hiện hữu và Ngài tưởng thưởng cho những ai hết lòng tìm kiếm Ngài. Như vậy khi chúng ta có một nan đề, khi chúng ta có vấn đề nào đó mà chúng ta không giải quyết được, thì đức tin là một chìa khóa để giúp chúng ta bứt phá. À, bởi vì Chúa thưởng cho những ai đến với Ngài với đức tin. À, Roma đoạn 14 câu 23, phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi. Nào, đức tin là một cái luật. Chứ nếu chúng ta muốn thấy kết quả thì chúng ta phải hiểu được cái luật của đức tin. Roma đoạn 3 câu 27-28, vậy sự khoe khoang ở đâu hoàn toàn bị lỗi rồi, bởi luật nào? Luật của công đức phải không? Không phải, nhưng bởi luật của đức tin. Vì chúng ta khẳng định rằng loài người được xưng công chính bởi đức tin, không phải bởi việc làm theo kinh luật. À, chỉ có một cái luật gọi là luật của đức tin. À, một cái luật khác mà chúng ta nói là chúng ta làm theo luật pháp. À, nhưng mà cái luật này là luật đức tin, nó loại bỏ những cái công đức mà trước đây của chúng ta có. À, bởi vì luật đức tin. Côn Tô nhì đoạn 4 câu 13, và chúng tôi có cùng một tinh thần đức tin như Kinh Thánh chép, ta đã tin vì thế ta nói ra, chúng tôi cũng tin vì thế chúng tôi cũng nói ra. Như vậy đức tin là gì? Nó không phải chỉ tin ở trong lòng chúng ta không mà thôi, chúng ta phải nói ra. À, Mác đoạn 11 câu 24, vì thế ta bảo các con, bất cứ điều gì các con cầu nguyện, à, chứ cầu nguyện này có nghĩa là ước muốn, à, và nài xin, tức như là chúng ta nói ra, hãy tin mình đã được thì các con sẽ được như vậy. Như vậy chúng ta thấy rằng cái đức tin đó nó cần có ở trong lòng và nó cần có nói ra. Và khi mình tin những gì mình ở trong lòng của mình tin đã được mà miệng chúng ta nói ra thì chúng ta sẽ được như vậy. Rồi. Roma đoạn 10 câu 8 đến câu 11 và câu 17. Sứ đồ Phaolô dạy như thế này. Nhưng nói gì? Nói đạo, chữ đạo đây có nghĩa là lời đó. Ở gần ngươi, ở trong miệng ngươi và trong lòng ngươi. Đây là đạo hay là lời đức tin mà chúng tôi truyền giảng. Tất nhiên là ông nói với những người Roma rằng cái lời mà họ nghe đó, à, ở trong miệng và trong lòng của họ, đó là lời đức tin hay là đạo đức tin mà họ đã truyền giảng, ông Phaolô đã truyền giảng. Đạo này nói gì hay lời nói gì? Nếu miệng ngươi xưng nhận Chúa Giêsu là Chúa, miệng xưng nhận ha, và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Như vậy nó đòi hỏi hai yếu tố mà chúng ta thấy, đó là miệng xưng, lòng tin thì được cứu. À, vì tin trong lòng thì được sự công chính, à, và xưng nơi môi miệng thì được sự cứu rỗi. À, có nghĩa là chúng ta tin trong lòng chúng ta được kể là công chính, nhưng mà muốn được cứu đó thì chúng ta phải công bố nó ra. À, Kinh Thánh nói rằng bất cứ ai tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn. Vậy có đức tin là do nghe và nghe khi lời Đức Chúa Cứu Thế được truyền giảng.
Như vậy chúng ta thấy ở tại đây có một cái điểm, đó là chúng ta muốn bứt phá thì trong lòng chúng ta phải tin. Thứ hai, cái miệng chúng ta phải công bố ra. À, thì chúng ta mới được thấy phép lạ. Còn như tin trong lòng thì chỉ được kể ra công chính thôi. À, không có gì thấy ra hết. À, nhưng mà chúng ta công bố cái điều gì chúng ta muốn bứt phá thì điều đó mới được bứt phá. Hebrew đoạn 11 câu 1 và câu 3. Đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang hy vọng. À, mình hy vọng mong có điều gì có, thì đức tin là cái điều xác quyết, hay là một bằng cớ, là một cái bằng chứng, à, là những điều gì mình hy vọng. À, và bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy, mình không thấy nó nhưng mà mình tin. Rồi câu 3. Bởi đức tin chúng ta biết rằng vũ trụ được hình thành bởi lời Đức Chúa Trời. Làm sao vũ trụ này có? Bởi lời của Chúa công bố ra, lời của Chúa phán ra. Đến nỗi những vật thấy được hình thành từ những vật không thấy được. Những gì chúng ta thấy được ngày hôm nay mà do Đức Chúa Trời dựng nên, từ đó những vật không thấy được. Những vị không thấy được là gì? Là lời của Chúa. Lời Chúa nói ra. Chúng ta không thấy lời Chúa nói ra. Nhưng mà khi Chúa nói lời Chúa ra thì vũ trụ này được hình thành. À, do đó chúng ta có thể tạo dựng gia đình của mình. À, chúng ta được dựng trong hình ảnh của trời là đấng, của Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo. Chúng ta có sáng tạo hôn nhân của chúng ta. Chúng ta muốn hôn nhân của chúng ta thế nào? Chúng ta tin ở trong lòng và chúng ta nói. Tôi muốn có một gia đình như thế nào? À, chồng tôi sẽ như thế nào? Vợ tôi sẽ như thế nào? Con tôi thế nào? Nó làm cái gì? À, và nghe cầu thánh chúng ta hãy công bố. Bởi vì chúng ta suy nghĩ trong lòng của chúng ta, tưởng tượng trong lòng chúng ta thế nào, chúng ta nói điều đó, thì Chúa đãi chúng ta giống như những gì chúng ta nói ra. Sự bứt phá ở trong đức tin của chúng ta và ở trong môi miệng của chúng ta. Roma đoạn 4 câu 16 câu 19. Cho nên bởi đức tin thì lời hứa mới dựng trên ân sủng và được bảo đảm cho toàn thể dòng dõi. Chúng ta thấy tại đây, đức tin, bởi đức tin thì lời hứa mới dựa trên ân sủng. Có đức tin, ân sủng sẽ đến kế tiếp và nó bảo đảm cho những gì Đức Chúa Trời hứa. Không phải chỉ cho dòng dõi sống theo kinh luật mà cho cả dòng dõi có đức tin như Abraham tổ phụ tất cả chúng ta. Như Kinh Thánh chép, ta lập ngươi làm cha nhiều dân tộc. Trước mặt Đức Chúa Trời, đấng người đã tin, đấng làm cho kẻ chết sống lại và định những điều chưa có như có rồi. Chúng ta thấy tại đây Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ông tin Chúa đấng mà định những sự không có như đã có rồi. Và Phaolô nói tiếp rằng Abraham đó vẫn tin trong hy vọng dù không còn gì để hy vọng, nên trở thành cha của nhiều dân tộc như lời đã phán, dòng dõi ngươi sẽ như thế. Người không giảm sút đức tin khi thấy thân thể mình cũng như dạ bà Sarah như đã chết, vì người đã gần 100 tuổi. Rồi, kế tiếp. Đây đoạn thánh tôi rất là ưa thích. À, câu 20. Người không vì lòng vô tín mà nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng được mạnh mẽ trong đức tin tôn vinh Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy tại đây, khi mà cái hoàn cảnh không như mình muốn đó, thay vì ông phàn nàn, ông lầm bầm, ông trách, hay là ông tiêu cực, ông làm gì? Ông mạnh mẽ trong đức tin và tôn vinh Chúa. Câu 21, vào hoàn toàn tin chắc rằng điều gì Đức Chúa Trời đã hứa thì Ngài cũng đủ quyền năng làm được. Vì thế người được kể là công chính. Câu 23, câu người được kể là công chính không phải được ghi lại chỉ cho một mình Abraham mà thôi, nhưng cũng vì chúng ta nữa. Ồ, Chúa ơi! Những người Ngài kể là công chính là những người tin vào đấng đã làm cho Đức Giê-xu Chúa chúng ta từ chết sống lại. Ồ, xin Chúa giúp cho chúng con nhìn thấy được điều này. Khi mà hoàn cảnh dường như tối tăm, hoàn cảnh dường như không thể xảy ra, hoàn cảnh dường như không hy vọng, không một chút gì hy vọng, đức tin là cái chìa khóa cho cái sự bứt phá. Và không phải chỉ đức tin mà chìa khóa trong bứt phá không nữa, mà ông dùng môi miệng ông nói ra. À, Kinh Thánh cho biết rằng ông được mạnh mẽ trong đức tin và tôn vinh Đức Chúa Trời. À, và tin chắc rằng điều gì Chúa hứa với mình thì Ngài có quyền làm trọn. Như vậy ông tôn vinh Chúa là gì? Tôn vinh Chúa
đến với Chúa và nói Chúa con ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời đấng hứa với con điều gì Ngài làm, Ngài đấng quyền năng, không có gì Ngài không làm được. Chúng ta nên khi mà những hoàn cảnh mà chúng ta thấy tối tăm, thay vì chúng ta cầu nguyện Chúa ơi sao mà lâu quá, Chúa ơi sao mà xin Chúa nghe lời cầu nguyện con khổ quá, con buồn quá, con chồng con như thế này, vợ con như thế kia, con thế là tiền bạc con, shop con, tiệm con. Tôi muốn chúng ta ngưng cái cầu nguyện đó đi. Bắt chước Abraham tôn vinh Chúa, ngợi khen Chúa bởi vì Ngài là ai, Ngài có thể làm được cái gì, và ngưng cái lời cầu nguyện than thở đó. Tập tôn vinh Chúa trong cái hoàn cảnh của mình, mạnh mẽ trong đức tin, tôn vinh Chúa, nói tiên tri cho hoàn cảnh mình, nói cho gia đình mình, nói cho nan đề của mình. Đừng có nói đến những nan đề và như tôi đã nói, nhưng mà hãy nói tiên tri, nói lời sự sống, giống như là Ezechiel đoạn 37, nói tiên tri cho những hài cốt khô cho nó sống lại, nói cho những gì không thể là có thể. Hãy bắt đầu làm điều này. Câu mà Chúa phán cho những người kêu xin Ngài là cái câu mà đức tin con đã chữa lành cho con. Chúa nói cho ai nghe? Chúa nói cho người mù Ba-ti-mê, Chúa nói cho người phun đến với Chúa, Chúa nói người đàn bà bệnh xuất huyết. Khi mà cái người mà đứa con gái của Gia-ru mà người ta báo ông ta chết rồi, Chúa nói gì? Đừng sợ, chỉ tin mà thôi thì con gái ông sẽ được cứu sống. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Thứ sáu là chiến trận thuộc linh, kiên trì, kiên ăn, cầu nguyện, ngợi khen và thờ phượng. Satan là kẻ thù của chúng ta và nó ở phía sau các hoạn nạn, nan đề cuộc sống. Đời sống của chúng ta, như tôi thường nói chúng ta, nó không phải chỉ là cái thể xác không mà thôi, mà là đời sống chúng ta chính là tâm linh. Cái thể xác này chỉ cái vỏ thôi. Chúng ta mượn cái vỏ, cái thân xác này, một ngày nào đó chúng ta nên trả lại cho lòng đất. Cho nên chúng ta cần phải có cái nhìn thuộc linh thì chúng ta mới có sự bứt phá được. Giăng đoạn 3 câu 3, nếu một người không được sinh lại thì không thể thấy vương quốc Đức Chúa Trời. Do đó chúng ta muốn có được những gì mà chúng ta có, chúng ta phải bước vào trong cuộc chiến thuộc linh. Episode đoạn 6 câu 11 câu 12, hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để anh chị em có thể đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối này và các thần dữ ở các nơi ở trên trời. Cho nên chúng ta biết các thần dữ nó sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta. Do đó chúng ta cần phải đầu phục Chúa, chống lại nó thì nó sẽ trốn xa chúng ta. Vậy muốn chống lại nó, làm sao thắng nó? Một trong những điều đó là chúng ta kiên ăn cầu nguyện. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 17, nhưng khi kiêng ăn hãy sức dầu trên đầu, rửa mặt để không ai biết con kiêng ăn. Chỉ riêng cha con là đấng ở trong nơi kín đáo và cha con thấy trong nơi kín đáo sẽ thưởng cho con. Như vậy chúng ta muốn được cái lời cầu nguyện chúng ta, những gì chúng ta ao ước được bứt phá thì kiêng ăn, vào trong phòng, đóng cửa lại, quỳ gối xuống, cầu nguyện. Ê-sai đoạn 56 câu 58 câu 6, không phải cách kiêng ăn mà ta chọn lựa, là tháo xiềng gian ác, mở dây cột ách, trả tự do cho kẻ bị áp bức, bẻ gãy mọi ách ra sao. Như vậy kiêng ăn là gì? Để bẻ gãy ách, tháo những cái xiềng xích ma quỷ trói buộc đời sống của mình. Ma-thi-ơ đoạn 17 câu 21, những loài quỷ này chỉ trừ được bằng sự cầu nguyện và kiêng ăn. Như vậy chúng ta thấy rằng đối diện với Satan, chúng ta muốn thắng nó, chúng ta cần phải kiêng ăn cầu nguyện. Chúa Giêsu trước khi bắt đầu chức vụ, Ngài đã kiêng ăn cầu nguyện 40 ngày. Ê-xê-tê và dân Giu-đa bị Ha-man tìm cách hãm hại. Họ kiêng ăn, không uống 3 ngày 3 đêm. Họ chiến thắng được Ha-man. Và họ thay vì bị giết, họ chiến thắng và họ nhận lợi chiến lợi phẩm. Phao-lô và Si-la ở trong công vụ đoạn 16, câu 25-26. Khoảng nửa đêm, Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời, các tù nhân đều lắng nghe. Bỗng có cơn động đất lớn đến nỗi nền nhà ngục rung chuyển. Ngay lúc ấy tất cả các cửa đều mở tung, xiềng xích tù nhân đều tháo rời. Như vậy khi mà đối diện với những cái xiềng xích, những sự trói buộc, những sự tấn công của ma quỷ, chúng ta làm gì? Chúng ta kiêng ăn cầu nguyện, chúng ta ngợi khen Chúa, chúng ta cầu nguyện. Cầu nguyện lớn tiếng lên, đừng cầu nguyện nho nhỏ. Chúng ta muốn bứt phá, chúng ta cầu nguyện lớn tiếng lên.
Vua Josaphat và toàn dân Juda, họ kiêng ăn cầu nguyện bởi kẻ thù ba quốc gia đang vây chung quanh họ, và họ kiêng ăn cầu nguyện và họ lập ra những người mà đi trước và những ban thờ phượng đi trước, và họ ca ngợi sự uy nghi, sự thánh khiết của Chúa, và Chúa cho họ chiến thắng. Và họ thu nhập 3 ngày mới hết chiến lợi phẩm. Thi Thiên đoạn 22 câu 3, Ngài là đấng thánh ngự trị giữa sự ngợi khen của dân Israel. Như vậy khi chúng ta ngợi khen Chúa, Chúa sẽ ngự giữa chúng ta. Và khi Ngài ngự giữa chúng ta, Ngài của Ngài đặt trên sự công chính và công bằng, Ngài sẽ xử cho chúng ta. Thi Thiên đoạn 47 câu 5, Đức Chúa Trời ngự lên trong tiếng reo hò chiến thắng, Chúa đi giữa tiếng kèn vang dậy. Như vậy, nếu chúng ta muốn bứt phá, chúng ta cần phải lớn tiếng tung hô Chúa, ngợi khen Chúa, sự vĩ đại thuộc về Ngài, quyền năng thuộc về Ngài. Chúa là đấng đời đời, Chúa đấng giúp đỡ chúng con. Chúng con là bầy chiên của Ngài, chúng con là con ngươi của mắt Ngài. Ngài bảo vệ con, Ngài che chở con. Ngài ban cho chúng con quyền dài đạp trên sư tử và rắn hổ mang. Chúng ta hãy tung hô Chúa, công bố những điều gì mà Chúa hứa cho mình. Thi Thiên 149 câu 6, câu 9. Nguyện lời tung hô Đức Chúa Trời nơi miệng họ, một thanh gươm hai lưỡi nơi tay họ, để trả thù các nước và trừng phạt các dân. Chúng ta muốn kẻ thù chúng ta bị tiêu diệt, ma quỷ bị tiêu diệt, nó không còn áp bức chúng ta. Chúng ta làm gì? Tung hô Chúa. Để trói các vua chúng nó bằng xiềng, và cột những kẻ quý tộc họ bằng xích sắt, và để thi hành án phạt đã ghi cho chúng. Chúng ta bị áp bức và chúng ta cứ im lặng, chúng ta cầu nguyện, chúng ta than thở, chúng ta trách người này, chúng ta đổ lỗi cho người kia, chẳng thay đổi gì cả. Hãy đi vào trong sự kiêng ăn cầu nguyện, hãy ngợi khen Chúa, tung hô Chúa, mời sự hiện diện Chúa đến trong đời sống của mình, mời sự hiện diện Chúa xử công bằng cho mình. Và trong những cái hoàn cảnh chúng ta đối diện, Chúa sẽ đến và Ngài sẽ xử đẹp kẻ thù của chúng ta. Và Luca đoạn 18 câu 1, Chúa Giêsu kể cho các môn đệ của Ngài một ngụ ngôn để dạy họ phải cầu nguyện luôn và đừng mỏi mệt. Có những khi cuộc chiến của chúng ta nó kéo dài, đừng bỏ cuộc. Kinh Thánh nói chúng ta hãy cầu nguyện luôn, đừng mỏi mệt. Có lắm khi có những vấn đề nó không giải quyết được, mà chúng ta cần phải đừng có ngưng, chúng ta cần cầu nguyện tiếp tục. Giống như Daniel, khi mà ông để cái ngày đầu tiên ông kiêng ăn cầu nguyện, không có chuyện gì xảy ra, cho đến 21 ngày sau thiên sứ Gabriel mới đến cho ông ta biết, và thiên sứ cho biết rằng bởi vì cái vua của nước Ba Tư cản trở ông cho nên ta không tới được, phải kêu đến thiên sứ Michel đến và giúp, cho nên ông mới thắng được. Cho nên lắm khi trong sự cầu nguyện, thế giới tối tăm nó quá mạnh và chúng ta không có thể nào mà xử lý nó liền được, chúng ta phải tiếp tục kiên trì cầu nguyện thêm nữa, kiên ăn thêm nữa, thì chúng ta sẽ thấy sự bứt phá. Ok, và điểm thứ bảy cuối cùng. Bứt phá nhờ dâng hiến rộng rãi, dâng cho Chúa điều quý nhất và điều duy nhất. Đây là bước rất đặc biệt. Kinh Thánh cho chúng ta biết dâng hiến sẽ mở các cửa sổ trên trời và nhận phước đầy tràn. Ma-la-chi đoạn 3 câu 10, câu 12. Hãy đem tất cả phần 10 vào kho của ta để nhà ta có lương thực. Hãy làm như thế để thử ta, Chúa vạn quân phán, để xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng. Như vậy, một trong những cái điều mà đem đến sự bứt phá cho chúng ta, đó là chúng ta cần cái cửa trời được mở ra. Và một trong những cách để cửa trời mở ra, Kinh Thánh cho chúng ta biết dựa trên Phục Truyền đoạn 28, đó là sự vâng lời. Chúng ta vâng lời Chúa, Ngài mở cái cửa trên trời ban phước chúng ta, đem kho tàng xuống cho chúng ta. Và cái kế tiếp nữa đó là sự dâng hiến, sự ban cho, mà ban cho một cách rộng rãi. Và kế tiếp Chúa cho biết rằng ta sẽ quở trách các vật phá hoại các ngươi, để chúng sẽ không phá hoại hoa quả ruộng đất các ngươi, và nho ngoài đồng sẽ không bị mất mùa. Chúa vạn quân phán. Bây giờ mọi nước, không phải chỉ một nước nha, nhiều quốc gia sẽ coi ngươi là có phước, vì ngươi là một đất nước được ưa thích. Chúa vạn quân phán. Nếu như chúng ta muốn mình là một người được đặt ân trước mặt tất cả những người khác, được favor, được đặt ân trước mặt những người khác, thì một trong những chìa khóa để bứt phá đó là dâng hiến, trung tín trong mọi người, dâng hiến một cách rộng rãi. Dâng hiến cách rộng rãi
hay là dâng cho Chúa điều tốt nhất, cái điều duy nhất, sẽ thấy sự hiệu nghiệm của giao ước Chúa. Tôi muốn nói lại, dâng hiến một cách rộng rãi, dâng cho Chúa cái điều tốt nhất, cái điều duy nhất mình chỉ còn điều đó lại, còn lại điều đó, chúng ta sẽ thấy sự hiệu nghiệm của giao ước của Chúa. Sách Ký đoạn 9 câu 20 câu 22. Bây giờ Noê xây một bàn thờ để thờ phượng Chúa và bắt đủ cái con thú tinh sạch và chim tinh sạch dâng tới lễ trên bàn thờ. Có bao nhiêu con thú hết, mỗi loại ông đều lấy hết và ông dâng Chúa. Đây là một của lễ dân rất là lớn. Và Kinh Thánh cho biết Chúa ngửi mùi thơm tế lễ thì tự nhủ trong lòng, ta sẽ chẳng bao giờ vì loài người mà rủa xả địa cầu nữa. Cho dù xu hướng của loài người là xấu xa từ lúc còn nhỏ, ta cũng sẽ chẳng quy diệt các sinh vật như ta đã làm. Tuy nhiên là Chúa nói rằng kể từ hôm nay sẽ không còn cơn đại hồng thủy nữa. Rồi Chúa mới công bố thế này: một khi quả đất còn thì mùa gieo và mùa gặt, thời tiết lạnh và nóng, mùa hạ và mùa đông, ngày và đêm sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Có nghĩa là ngày nào quả đất còn, chúng ta gieo, chúng ta sẽ gặt. Điều này chẳng bao giờ chấm dứt. Ngày nào trái đất còn, có gieo, sẽ có gặt. Gieo ít, gặt ít. Gieo nhiều, gặt nhiều. Không gieo, không gặt. Amen. Ok. Nào. Dâng hiến cách rộng rãi, dâng cho Chúa cái điều quý nhất, điều tốt nhất, điều duy nhất sẽ bứt phá và chuyển mùa. Như tôi nói hồi nãy chúng ta đó, là chúng ta bước vào trong giao ước của một cái mùa. Ok. Trên cái mùa có một cái mùa, chúng ta mùa dưới đất này, chúng ta trồng trọt theo mùa dưới đất này, và chúng ta gieo tùy theo loại cây và chúng ta mùa nào chúng ta gieo. Thì đó là cái mùa mà chúng ta gieo, giống như gieo lúa, gieo cây gì đó tùy chúng ta. Thì cái đó cái mùa tùy theo đất này. Nhưng mà dâng hiến đó, chúng ta đi vào trong cái chiều kích khác. Đây là một chiều kích, nó không phải chiều kích của con người mà chiều kích của Đức Chúa Trời, một chiều kích thiên thượng. Chúng ta bước vô trong đó, chúng ta gieo thì chúng ta sẽ chuyển mùa. Chúng ta chuyển từ cái mùa mà đang đau khổ, mùa hoạn nạn, mùa thiếu thốn, chúng ta chuyển qua cái mùa khác liền. Kinh Thánh cho chúng ta biết người đàn bà Sarepta, bà chỉ còn một chút dầu và chút bột ở trong vò và hai mẹ con chuẩn bị ăn lụm củi, ăn bữa ăn cuối cùng. Điều gì xảy ra? Tiên tri Eli nói làm cho ta miếng bánh ăn trước đi. Và họ làm miếng bánh cho ông ăn, để xong rồi đó, hai mẹ con ăn không no cũng chết và ông này cũng sẽ chết. Nhưng mà điều gì xảy ra? Cái mùa đói kém chuyển. Bao nhiêu người khác, nguyên cả quốc gia đều bị đói, có người chết. Nhưng bà và con bà trải suốt 3 năm rưỡi đó, bột không thiếu trong giò, dầu không hết trong bình, chuyển mùa. Còn nay ông là người kính sợ Chúa, mặc dù ông không có tin Chúa, ông chỉ biết Đức Chúa Trời của Israel mà thôi. Nhưng mà ông kính sợ Chúa, ông rộng rãi bố thí. Điều gì xảy ra? Kinh Thánh cho biết là Chúa hiện với trong Phi-rơ, trong khải tượng, và muốn ông đi theo ông cọt nay này tới nhà và giảng tin lành cho gia đình này. Ông mới vừa giảng một chút xíu thôi, Thánh Linh giáng xuống và bắp tem luôn nguyên cả gia đình luôn. Cả gia đình được cứu và sau đó bắp tem bằng nước. Chúng ta thấy không? Chuyển mùa. Và cọt nay là cái người đầu tiên khai phóng cái hội thánh cho dân ngoại. Nếu chúng ta muốn trở thành cái người tiên phong trong công việc của Chúa, trong chức vụ, trong cái điều mà Chúa gọi chúng ta, Chúa muốn đi là cái người trong cái chỗ cutting edge, là người tiên phong này, chúng ta phải học là một người rộng rãi, ban cho rộng rãi, ban cho những gì tốt nhất của chúng ta. Chúng ta có thể, cái điều mà bứt phá của chúng ta đem đến sự bứt phá cho người khác. Như tôi kể chúng ta cái chuyện trước đây, cái lần đầu tiên mà bứt phá trong tài chánh của tôi đó là tôi dâng một chiếc xe duy nhất mà tôi có. Chiếc xe bị ngồi xuống mà trời mưa, nó ướt ngồi, ướt đùi, ướt chân của mình. Và khi mời người khác tới, tôi phải mời ngồi ăn sau, bởi vì ngồi phía trước, dãy ghế trước thì mưa nó dột ướt người khách.
chứ còn sao. Chỉ có chiếc xe duy nhất đi hầu Chúa thôi. Và Chúa kêu tôi đem cái xe tặng cho ông mục sư khác. Tôi tặng cho ông ta. Sau khi tôi tặng xong và ngoài cái chuyện đó, xe nó hư, tôi phải bỏ thêm số tiền nữa để mà đưa cho ông, để có hư gì ông sửa. Thì Chúa sai một tiên tri đến trong hội thánh tôi giảng và kêu gọi con cái Chúa dâng cho, hiến cho vợ chồng tôi. Sau khi dâng hiến cho vợ chồng tôi xong cái xe, xong cái xe đó, thì họ dâng cho tôi cái xe đó trị giá khoảng 1.500.000. Thì tổng cộng một tuần lễ sau tôi nhận được khoảng 16.000, gồm cả một chiếc xe tương tự giống vậy, và 16.000 vợ chồng tôi mua sau khi đem đến phần 10 hoàn trả cho Chúa, rồi gửi đến một số tiền bày tỏ lòng biết ơn cái vị mục sư đó đã đem phước cho tôi. Thì kế tiếp là tôi mua chiếc xe, tôi về Việt Nam, tôi đem theo cái laptop ở bên Mỹ về và tôi làm chứng ở tại Việt Nam. Một mục sư mà có tên giảng đó là Thánh Mục Sư Kiều đó, ở từ Việt Nam, ông là mục sư ở ngoài Bắc. Sau khi tôi giảng sứ điệp và tôi đã dâng cho Chúa và Chúa đã cho tôi cái xe mới, và ông ta đã dâng hiến cho Chúa, ông dâng 1 tháng lương. Rồi một cái em nữa, một nhân sự của một vị mục sư này cũng dâng 1 tháng lương. Và một vị mục sư này nó quyết định là 1 tháng lương này, cái như không có gì ăn, phải đi mượn tiền người khác để ăn đó. Thì sau khi ông dâng 1 tháng lương, Chúa biểu tôi mua lấy cái laptop mới 1.000 đô Mỹ tôi mua ở đi Mỹ về, quý nhất của tôi, laptop quý nhất của tôi, yêu thích nhất thì vào Mỹ, lần đầu tiên đi Mỹ mua về cho mình một cái laptop. Và Chúa kêu tôi lấy cái laptop đó tặng cho ông mục sư đó. Ông dâng hiến 1 tháng lương, tôi nghĩ từ đó mấy triệu, mà ông có một laptop 1.000 đô Mỹ của tôi. Ngoài đó ra Chúa còn muốn tôi mua một cái bao để mà cho đựng laptop. Cái người nhân sự của mục sư này, sau khi mà nghe tôi chia sẻ xong, anh ta cũng dâng 1 tháng lương của mình cho Chúa. Quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Có người nói rằng em học trường nhạc như vậy 1 năm là bao nhiêu tiền, và em đã kể rằng em học 1 năm như vậy là bao nhiêu, và người đó nói rằng tôi sẽ trả cho em học bổng 4 năm. Cho nên chúng ta thấy rằng Chúa đổi mùa, Chúa đổi không phải chỉ đổi mùa cho tôi, nhưng mà điều Chúa làm cho tôi, Chúa bứt phá đời sống tôi, và Chúa dùng cái đời sống tôi để bứt phá cho người khác. Cho nên nếu chúng ta không bứt phá trong một lĩnh vực nào đó, nếu chúng ta muốn bứt phá trong tài chánh, người khác được bứt phá, hội thánh chúng ta được bứt phá, chúng ta phải người bứt phá. Và hội thánh tôi sao lúc đó là bứt phá tài chánh, và con cái Chúa được bứt phá, nhiều người được bứt phá tài chánh. Bởi sao? Tôi là người bứt phá trước. Do đó khi mà chúng ta dâng hiến và dâng những gì quý nhất của chúng ta, những gì còn lại của chúng ta mà không còn gì khác nữa đó, thì lúc đó sự bứt phá đến cho đời sống của chúng ta. David cũng, ông dâng cho Chúa khi mà cái cơn dịch đến cho dân Israel, bởi vì ông đã đếm số quân, ông mua miếng đất của Arauna, rồi ông trả tiền cho những của lễ ở nhà ông này, ông dâng cho Chúa. Cơn dịch đáng lẽ đến cho dân Israel, Chúa chặn đứng cơn dịch lại. Đáng lẽ Chúa trừng phạt, Chúa đổi ý. Solomon cũng giống vậy, sau khi ông dâng cho Chúa 1.000 sinh tế tại Gabaon, thì Chúa hiện ra với ông: con muốn gì, con nói đi, con ước ao được gì. Cho nên cái sự đây là điều rất là quan trọng mà tôi không thể nói gì hơn nữa trong tất cả những điều mà tôi muốn cho chúng ta biết, bởi vì cái vấn đề tài chánh là vấn đề mà làm cho chúng ta phải cưu mang và nặng nề, bởi vì chúng ta sợ, chúng ta lo lắng. Nhưng mà tôi muốn cho chúng ta biết rằng khi chúng ta được bứt phá tài chánh, chúng ta dâng cho Chúa những gì tốt nhất, những gì quý nhất của chúng ta chuyển mùa, chuyển mùa. Bởi vì cái hạt giống chúng ta gieo vào trong thế giới thuộc linh, nó chết. Tại sao vậy? Cái sự sợ hãi, sự lo lắng, cái số tiền chúng ta mất, nó mới chết. Hạt giống nếu mà nó không chết đi đó, thì nó sẽ không bao giờ kết quả được. Và kết quả luôn luôn nhiều hơn những gì mà chúng ta gieo xuống. Rồi xin Chúa giúp cho chúng ta. Abraham dâng Isaac, ông nhận một dân tộc và cả thế giới làm cơ nghiệp. Chúa kêu Abraham dâng Isaac
Và ông đem dĩ xác lên và chuẩn bị vâng lời Chúa, chuẩn bị giết cái xác, thì thiên sứ dừng, bảo ngừng lại, đừng giết đứa trẻ cũng đừng làm gì nó cả. Vì bây giờ ta biết ngươi kính sợ Chúa Đức Chúa Trời và không tiếc với ngươi, con ngươi với ta, dù là con một của ngươi. Aram ngước mắt nhìn con chim đực sừng đang mắc vào bụi gai rậm phía sau mình. Ông liền bắt nó dâng của lễ thiêu thay thế con trai mình. Abraham gọi địa điểm này là Chúa cung ứng, Jehovah Jireh. Từ trời, thiên sứ của Chúa lại gọi Abraham lần thứ nhì và bảo rằng: ta đã lấy chính mình ta mà thề, vì con đã làm điều ấy không tiếc sinh mạng đứa con, dù là con một, nên ta sẽ ban phước hạnh cho con, tăng gia dòng dõi con như sao trên trời, như cát bãi biển, và dòng dõi con sẽ chiếm lấy cổng thành quân quân địch. Tất cả các dân tộc trên thế giới sẽ nhờ dòng dõi con mà được phước, vì con đã vâng lời ta. Tôi muốn cho chúng ta thấy tất cả những gì mà chúng ta có quý nhất, tất cả những gì chúng ta có mà chúng ta dâng lên cho Chúa, luôn luôn nhận lại vô số lần cao hơn những gì chúng ta đã bỏ ra. Abraham không có con, Chúa cho ông có con. Nhưng mà Chúa thử ông, Chúa muốn lấy cái điều quý nhất của ông là đứa con của ông yêu mến. Và khi ông vâng lời Chúa, đứa con của ông vẫn nhận lại. Nhưng mà ông có một cái dân tộc. Và ngoài cái dân tộc ra, tất cả dân tộc khác trên thế giới cũng nhờ ông được phước. Cho nên bứt phá trong lĩnh vực tài chánh dân hiến là một điều rất là quan trọng. Ok, tóm tắt lại, chúng ta có 7 bước bứt phá. Bứt phá nhất là đời sống cũ, thoát khỏi đời sống cũ, loại bỏ đời sống cũ. Thứ hai là tìm kiếm Chúa hết lòng, không để Ngài rời xa mình. Thứ ba là luôn đầy dễ tin và vâng theo sự chỉ dẫn của Chúa. Thứ tư là bứt phá tình yêu thương. Thứ năm là bứt phá nhờ đức tin và lời công bố. Thứ sáu là chúng ta bứt phá qua chiến trận thuộc linh, kiên trì kiên ăn cầu nguyện, ngợi khen và thờ phượng Chúa. Và bứt phá thứ bảy là nhờ dâng cho Chúa những điều gì tốt nhất, những điều gì quý nhất. Chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau, và tôi để cái màn ảnh tại đây và chúng ta sẽ cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện Chúa xin sự bứt phá này đến cho đời sống chúng ta, và tôi sau đó tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị. Hãy chuẩn bị chính mình trong cái sự cầu nguyện một cách rất là chân thành với Chúa, và đến với Chúa và xin Chúa cho chúng ta được sự bứt phá. Là Cha cao quý, đấng nhân từ, đầy tình yêu thương và thương xót, con đến trước ngai Ngài qua ân điển của Chúa Giêsu và nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh. Con xin hạ mình ăn năn mọi tội lỗi con đã phạm và đã làm buồn lòng Ngài. Xin tha thứ cho những tội lỗi của con từ trong sự suy nghĩ, lời nói, tấm lòng, cái nhìn, thái độ và cách sống. Và kể cả những tội lỗi mà con không biết, xin Cha tha thứ cho con. Xin Thánh Linh đời đời thanh tẩy lương tâm con và cả con người con khỏi những công việc chết, để con có thể phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống trọn cuộc đời của mình. Hôm nay với đức tin qua dòng huyết của chiên con và nhờ sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, xin Cha ban cho con có đời sống luôn được bứt phá. Con cam kết tìm kiếm Cha, không rời xa Ngài trọn đời mình. Xin Cha cho con được biết Ngài. Xin Cha đổ tình yêu thương thiên thượng vào trong con. Báp tem con bằng Thánh Linh và bằng lửa ngay giờ này. Con khao khát có đời sống đầy dẫy Thánh Linh, quyền năng và đức tin. Xin sức dầu trên môi lưỡi con để những gì con công bố bởi đức tin sẽ trở thành hiện thực
Xin cha khiến con trở nên trở thành một chiến sĩ cầu thai, luôn kiêng ăn cầu nguyện, ngợi khen và thờ phượng. Khiến con làm người hầu vị Chúa đầy kết quả và dẫn dắt nhiều linh hồn đến với Ngài. Từ hôm nay, con dâng cả cuộc đời còn lại của con cho cha, kể cả gia đình và mọi điều con có là của Ngài. Xin sử dụng cuộc đời con và những gì con có cho sự vinh hiển của Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Nếu quý vị là những người cầu nguyện đời này và khao khát được sự bứt phá trên đời sống của mình, tôi muốn cho quý vị biết rằng tất cả những gì mà chúng ta xưng nhận, những tội lỗi mà chúng ta xưng nhận trước mặt Chúa, thì Chúa là đấng công bình, Ngài đấng thành tín, Ngài tha thứ tất cả tội lỗi của quý vị, của tất cả chúng ta, và làm cho chúng ta sạch tất cả những sự gian ác này. Và Thánh Linh, bởi quyền năng của Thánh Linh của Chúa đời đời, Ngài thanh tẩy chúng ta, thanh tẩy lương tâm của chúng ta, để chúng ta có thể bắt đầu hầu với Chúa trong một cách mới, hầu với Chúa bằng con người mới của Ngài. Xin phép cầu nguyện cho quý vị. Thưa Chúa, con cảm ơn Ngài. Con dâng tất cả quý tội con của Chúa như này trước mặt Chúa. Con tin rằng qua sự ăn năn thật lòng của tất cả mọi người chúng con tại đây, Chúa nghe lời của chúng con và Chúa nhậm lời cầu nguyện của chúng con. Và con cầu nguyện khai phóng sự bứt phá đến trên họ giờ này, bởi vì Chúa là Đức Chúa Trời đấng bứt phá. Con khai phóng quyền năng của sự bứt phá này trên đời sống của mỗi người mà đang nghe sứ điệp tại đây. Và trong bất cứ lĩnh vực nào họ đang bị giới hạn, thì giờ này trong danh của Jesus, con khai phóng bởi quyền năng của Chúa, con khai phóng, ta khai phóng sự bứt phá trên đời sống cá nhân, trên tài chánh, trên gia đình, trên sức khỏe, trên bệnh tật, trên mối quan hệ, trên mục vụ. Và tất cả mọi điều trong danh của Jesus hôm nay, tất cả những gông cùm nào của ma quỷ đang trói buộc, thì giờ này những xiềng xích này phải bị bứt đứt ngay lập tức trong danh của Chúa Jesus. Tất cả những quyền lực sự tối tăm nào, các tà linh, các uế linh nào, tất cả những công việc nào các ngươi đang kiểm soát và áp bức trên quý tôi con của Chúa, thì giờ này trong danh của Chúa ta trói chúng bay. Ở những kẻ mạnh sức, những tà linh ô uế, những tà linh tà dâm, các tà linh kiểm soát, nổi loạn, linh ma môn, một linh tham lam, tất cả tà linh này ta trói chúng bay và ta quăng chúng bay vào sâu ngay như này trong danh của Chúa. Tất cả mọi linh bệnh tật, tất cả mọi một linh lừa dối, bùa chú, bói khoa, tà thuật, các tà linh thờ thần tượng, ta trói chúng bay và ta quăng chúng bay vào hố sâu ngay như này trong danh của Chúa Giêsu. Thánh Linh của Chúa, con nhờ cậy quyền năng của Ngài giờ này trói tất cả những kẻ mạnh sức này và quăng chúng nó, và nhờ danh của Giêsu và quyền năng Thánh Linh của Chúa, ta chặn đứng tất cả các chúng bay và cấm chúng bay không được trở lại. Trong danh của Giêsu, con công bố huyết của Chúa Giêsu thanh tẩy tất cả quý tôi con của Chúa giờ này, làm họ sạch, thánh hóa đời sống của họ, thánh hóa tâm linh của họ giờ này, để bắt đầu hôm nay cuộc đời của họ bước vào một trang sử mới. Bắt đầu hôm nay cuộc đời của họ sẽ không còn giống trước đây nữa. Mọi sự cũ đã qua đi, tất cả những điều gì cũ kỹ đã qua đi, tất cả những điều gì của quá khứ ngày hôm nay sẽ không còn ảnh hưởng cuộc đời tương lai của họ hôm nay và tương lai của họ. Trong danh của Chúa, và trong danh của Chúa con công bố khai phóng rằng ngày hôm nay, bắt đầu hôm nay, mọi sự đều được mới luôn,
Vì sự thành tín của Chúa vốn là lớn. Mỗi ngày, mỗi ngày, Ngài đưa họ vào trong, mang lấy hình ảnh của Ngài. Mỗi ngày họ thấy sự bứt phá của Chúa trên đời sống họ cho đến cuối cuộc đời của mình. Trong danh của Chúa Giêsu, con khai phóng sự hàn gắn về mối quan hệ trong gia đình được phục hồi như này. Hàn gắn trong mối quan hệ với những người chung quanh trong hội thánh, trong gia đình được phục hồi như này, trong dòng họ được phục hồi như này trong danh của Chúa. Trong danh của Chúa được phục hồi về tài chánh, phục hồi trong mục vụ, trong danh của Chúa Giêsu. Con nhờ cậy thánh linh của Chúa như này, Ngài đến và Ngài giúp đỡ với tôi con của Ngài như này. Bắt đầu hôm nay năm 2021 là Chúa, con tin là một năm mà Chúa cho chúng con chiến trận để đắc thắng. Một năm mà chúng con đi đến đâu, chúng con thấy sự bứt phá đến đó, bởi vì đấng ở trong chúng con lớn hơn các thần ở trong thế gian này. Và con cảm tạ ơn Chúa về quyền năng sự bứt phá này của Chúa đang ở trong chúng con và ở trong mỗi người chúng con tại đây. Và nhân danh Chúa Giêsu, Thánh Linh con nhờ cả ngày ngày bày tỏ sự hiện diện của Ngài, ngay của Ngài ở trong lòng của họ, để họ có một sự bảo đảm rằng họ đã được mặc định, được Ngài mặc định cho họ rằng họ là sinh ra để chiến thắng, sinh ra để bứt phá. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Con khai phóng sự chữa lành, sự phục hồi hoàn toàn trên tất cả những bệnh tật, mọi bệnh tim, bệnh tiểu đường, cao máu, tất cả mọi ung thư, tất cả mọi ung nhọt, ngay như này trong danh của Sư, bứt phá khỏi tất cả bệnh tật này ngày hôm nay. Và kể từ hôm nay đã khai phóng quyền năng sự chữa lành, sức khỏe đến cho tất cả những người này. Bởi rằng roi của Chúa, những người này đã được lành bệnh rồi. Cho nên các tà linh, các người manh sức, các linh bệnh tật như này, chúng mày đã bị trói buộc và quăng vào trong hố sâu, và cấm các người vĩnh viễn không được trở lại, trong danh của Chúa Giêsu. Thánh Linh của Chúa con nhờ cậy Ngài như này. Hỡi Đức Giê-va Shalom, xin sự bình an của Ngài cai trị tâm lòng và tư tưởng của họ. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa cầu nguyện cho những ai đang bị nhói ở ngực, có cầu nguyện Chúa chữa lành họ giờ này trong danh của Chúa Giêsu. Những ai đang đau lỗ tai giờ này, con khai phóng quyền năng của Chúa sự chữa lành đến giờ này. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa sự chữa lành đến. Tôi nghĩ là lỗ tai phải sự chữa lành đến chỗ này trong danh của Chúa Giêsu. Hôm tôi nói có một người bị đau tim mà tôi nhân danh Chúa Giêsu giờ cầu nguyện cho người mà con Chúa đã bày tỏ cho con bị đau tim, và họ nói cho con biết rằng họ mắc bệnh đau tim, thì giờ này trong danh Chúa Giêsu, cái người được đau tim này ngay giờ này trong danh của Chúa được chữa lành ngay giờ này. Cảm ơn Chúa sự chữa lành đến. Linh bệnh tật, một sự rủa xả về bệnh tật, tôi bẻ gãy gông cùng chúng bay và khai phóng quyền năng sự chữa lành đến giờ này. Cảm ơn Chúa. Tất cả những ai bị đau nhức như này trong danh của Chúa, tôi bẻ gãy những xiềng xích cái bệnh đau nhức như này, và mọi linh đau nhức như này trong danh của Chúa xuống thấp khớp như này, ta trói buộc chúng bay và ta quăng chúng bay ra xa khỏi. Tôi con của Chúa, cảm ơn Chúa sự chữa lành đến, có khai phóng sự sức dầu đến, bẻ gãy mọi xiềng ngục ác, khai phóng quyền năng sự chữa lành. Thánh Chúa con cầu nguyện dẫn hành như này. Cảm ơn Chúa, Chúa con cầu nguyện trong danh của Jesus Christ. Amen.